Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay đơn vị em lại tiếp tục cập bến một siêu phẩm trong phân khúc sedan hạng B để phục vụ tới quý anh chị. Chỉ loanh quanh nhô 400 triệu đồng, quý anh chị có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc Kia Soluto phiên bản Luxury được sản xuất và đăng ký năm 2020, một chủ cá nhân biển sẵn Hà Nội quý anh chị nhé. Và chiếc xe này của em mới chỉ lăn bánh có 2 vạn km thôi, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng và chất xe còn quá là mới luôn ạ. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em Trường trải nghiệm và đánh giá thực tế một vòng quanh xe để xem rằng tình trạng của xe đang ở mức độ như thế nào ạ. Và chiếc xe này hiện tại em quay trong tình trạng là mộc nguyên, chưa qua spa, chưa qua rửa dọn gì cả quý chị nhá. Đó, xe được khoác lên mình màu đỏ đô, một trong những gam màu có tính thanh khoản, vẻ đẹp cũng rất là cao luôn anh chị ạ. Đó, loanh quanh cùng với các phân khúc như Accent này hay Vios này, Soluto nó lại có một vẻ đẹp, một cái thiết kế riêng. Đó, rất thể thao và cũng rất là đẹp nữa. Khoang cốp thì cũng rất là rộng rãi luôn anh chị nhá. Đó, hoàn toàn trong clip này của em là mộc nguyên, chưa qua spa rửa dọn gì cả, chủ vừa bàn giao và em lên sóng lên hình luôn cho quý anh chị xem ạ. Đó, chỉ nhô 400 triệu đồng thôi, rất đẹp luôn, biển cặp biển số cũng rất là tươi quý anh chị nhá. Đấy, xe cũ thì cũng sẽ không tránh khỏi những cái vết xước sát nho nhỏ này đâu. Đây thì em Trường sẽ cho, sau clip này em sẽ cho đi spa tỉa tót và đánh bóng lại xe. Đó, nói chung là một vòng quanh xe thì sơn si của xe vẫn còn rất là đều đẹp, nói chung là chỉ có một vài vết xước răm nho nhỏ thôi thì đi lại trong phố sẽ không tránh khỏi đâu ạ. Đây, đó, một vài vết xước răm, còn lại chất xe cũng rất là ok luôn anh chị nhá. Vào bên trong khoang nội thất đây ạ, nói chung là mộc chưa dọn, nhìn thì cũng có một cái gì đó nó chưa, như em là cũng chưa hài lòng, nhưng mà vì chất xe nó vẫn còn rất là đẹp, thế là em muốn quay một cái clip chân mộc, chân thật và mộc mạc nhất để gửi tới quý anh chị. Đó, ghế da của Soluto thì ngồi cũng rất là êm ái này, và sẽ được trang bị đầy đủ các chức năng như cruise control, đàm thoại rảnh tay này. Đó, và hàng ghế sau thì cũng ngồi rất là rộng rãi thoải mái luôn quý anh chị nhá. Đó, phân khúc B. Đây, xe cũng đã được trang bị nâng cấp nên những cái chống xước này. Đó, inox cực kỳ là đẹp luôn ạ. Lái rất là đầm chắc. Và mời chị vào đi xem qua một chút về khoang máy của chiếc xe để cùng em Trường đánh giá nhé. Đây, khoang máy hoàn toàn là mộc nguyên. Tất cả các con ốc đây, quý chị xem giúp em, đều còn nguyên zin hết, chưa có một sự tháo dỡ nào cả, kể từ ốc lắp capo này. Đó, zin nguyên luôn quý anh chị nhá. Rất đều, rất đẹp, xe rất đều và đẹp luôn ạ. Đấy, thì giá hiện tại em đang chào bán cho chiếc Kia Soluto này là 445 triệu đồng. Giá trên em Trường vẫn có thể thương lượng thêm cho quý anh chị. Đó, chỉ loanh quanh trên 400, một chiếc xe đời cao. Đó, phục vụ gia đình cho công việc cực kỳ hiệu quả. Và cái điều đặc biệt nhất đối với dòng Kia Soluto này, chạy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu quý chị nhá. Đó, xe bên em bán ra em đều cam kết tới quý chị những chiếc xe bên em đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không lâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, và mời quý chị qua xem, trải nghiệm, đánh giá và có thể check test bất cứ nơi nào, đơn vị thứ ba quý chị muốn ạ. Đó, thì em cũng rất mong quý chị bớt chút thời gian của mình qua bên em xem và trải nghiệm đánh giá thực tế ạ. Và cuối cùng em xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.